Để trang trí khung ảnh bác, cô cần những nguyên liệu sau. 1. Là khung ảnh chưa được trang trí. 2. Là keo sữa. 3. Là bút màu sáp. 4. Là những bông hoa sen chưa được tô màu. Đầu tiên, cô sẽ lấy bút sáp màu xanh, cô tô lá sen. Sau đó cô lấy bút sáp màu đỏ, cô tô bông sen. Tiếp tục cô sẽ tô những bông sen còn lại. Đây là khung hình chưa được trang trí. Cô sẽ dùng keo sữa để dán những bông hoa lên khung hình. Và tiếp tục cô sẽ dán những bông hoa còn lại lên khung hình. Vậy là khung hình của cô đã được trang trí xong. Các con có thấy đẹp không nào? Cô và các con cùng làm nhé. Các con tô màu từ từ để màu không lem ra ngoài các con nhé. Thank you.
chúng ta cùng xem lại những tác phẩm thật đáng yêu của các bạn nhỏ lớp 11 nhé. Thank you.